Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe để quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ cho bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở trong những phút sắp tới đây. Hà Nội phát hiện 6 F0 ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Vợ chồng tài xế đường dài mắc COVID-19, quy nhân phong tỏa nhiều khu phố. Kỷ lục về số mũi tiêm vaccine COVID-19 trong ngày tại Hà Nội Đồng Nai khuyến khích người dân tự test nhanh COVID-19 tại nhà. Thành phố Thanh Hóa thêm 7 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Giáo viên, học sinh ở Hậu Giang được dùng thẻ viên trước thẻ học sinh để qua chốt. Bão con son quần thảo Philippines chuẩn bị đổ vào Biển Đông. Mỹ báo động thực trạng 250.000 trẻ em mắc COVID-19 trong một tuần. Liên Hợp Quốc bổ nhiệm trưởng nhóm điều tra tội ác của tổ chức khủng bố IS. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Hà Nội phát hiện 6 F0 ở phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Trưa nay, Hà Nội ghi nhận 35 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 7 ca tại cộng đồng, 25 ca tại khu cách ly, 3 ca tại khu vực phong tỏa. Thông tin cụ thể, 35 F0 mới ghi nhận như sau. Trùng sàng lọc khu vực nguy cơ 6 ca, Trùng sàng lọc ho sốt 1 ca, bệnh nhân HTP, địa chỉ thanh trì, bệnh nhân có đau rắt họng, được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ho sốt cộng đồng. Ngày 8 tháng 9, bệnh nhân có kết quả dương tính CDC Hà Nội. Trùng F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 28 ca, các bệnh nhân có địa chỉ tại Thanh Trì 8, Thanh Xuân 7, Hai Bà Trưng Tâm, Hoàng Mai 3, Thường Tín 3, Đống Đa 1, Cầu Giấy 1. Tất cả bệnh nhân tại Thanh Xuân đều có địa chỉ ở phường Thanh Xuân Trung. Từ ngày 23 tháng 8 đến nay, trùng các bệnh liên quan điểm nóng này đã có 516 F0. Vợ chồng tài xế đường dài mắc COVID-19, Quy Nhơn phong tỏa nhiều khu phố. Ngày 8 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bình Định ghi nhận thêm 12 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có cặp vợ chồng tài xế đường dài. Chính quyền thành phố Quy Nhơn lập tức phong tỏa nhiều khu phố để điều tra dịch tễ và truy vết những người liên quan. Bệnh nhân nam sinh năm 1972, thường trú tại Lê Hồng Phong, Quy Nhơn là lái xe đường dài tuyến thành phố Hồ Chí Minh Bình Định ngày 6 tháng 9, trên đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định tại chốt kiểm dịch y tế quốc lộ 1D thành phố Quy Nhơn, tài xế này làm test nhanh và kết quả dương tính nên được cách ly tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 7 tháng 9, tài xế này dương tính COVID-19. Ngành y tế đã truy vết các trường hợp liên quan và phát hiện vợ tài xế trên cũng dương tính SARS-CoV-2. Chính quyền thành phố Quy Nhơn phong tỏa nhiều khu phố ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn. Đến nay, Bình Định ghi nhận 806 ca mắc COVID-19, trong đó 549 ca đã khỏi bệnh được xuất viện, 247 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh và 10 bệnh nhân qua đời kỷ lục về số mũi tiêm vaccine COVID-19 trong ngày tại Hà Nội. Đến nay, thành phố tiêm tổng cộng 2.673.612 mũi vaccine COVID-19 cho người dân, trong đó số lượng mũi 1 là 2.376.659 liều, còn số này với mũi vaccine thứ hai là 269.953. Thời gian qua, Bộ Y tế đã cung cấp cho Hà Nội hơn 3,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Số lượng vaccine thực tế được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội tiếp nhận là hơn 3,1 triệu liều. Như vậy, thành phố đã đạt tỷ lệ tiêm chủng khoảng 81% so với lượng vaccine được phân bổ. Theo kế hoạch, đến ngày 9 tháng 9, Hà Nội sẽ hoàn thành tiêm 100% số lượng vaccine được Bộ Y tế cấp. Cũng theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, thành phố đang đề nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vaccine COVID-19 để sớm đạt bao phủ miễn dịch. Trước đó, Hà Nội đã lên kế hoạch tiêm chủng với công suất 200.000 mỗi một ngày. Tuy nhiên, kế hoạch này cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi lượng vaccine được phân bổ. Hà Nội cũng đặt mục tiêu sẽ hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 mỗi một cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn trước ngày 15 tháng 9 trên cơ sở số lượng vaccine được phân bổ. Đồng Nai khuyến khích người dân tự test nhanh COVID-19 tại nhà. Ngày 8 tháng 9, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, sau 3 đợt xét nghiệm diện rộng trên toàn tỉnh, bắt đầu từ ngày 14 tháng 8, đã phát hiện 5.583 ca F0. Qua đánh giá, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương vẫn nằm trong vùng nguy cơ và nguy cơ cao. Do vậy, Sở Y tế khuyến khích người dân tự test nhanh COVID-19 tại nhà nhằm phát hiện sớm F0 trong cộng đồng, kịp thời xử lý dập dịch. Người dân sau khi tự test tại nhà nếu dương tính thì lập tức thông báo trạm y tế địa phương để được hướng dẫn, hỗ trợ và xử lý theo quy định. Sở Y tế giao Trung tâm Y tế các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các trạm y tế bố trí cán bộ tiếp nhận thông tin, cung cấp số điện thoại đường dây nóng của các trạm y tế để người dân biết. Nếu khi người dân thông báo mình dương tính qua test nhanh tại nhà, nhân viên y tế cơ sở sẽ đến lấy mẫu để xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR, đồng thời hướng dẫn người dân tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Sau khi có kết quả khẳng định bằng RT-PCR, tùy theo mức độ của người bệnh và điều kiện của gia đình sẽ quyết định cho cách cách ly tại nhà hoặc đưa đi cách ly điều trị phù hợp. Thành phố Thanh Hóa thêm 7 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Ngày 8 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, thực hiện theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian áp dụng 7 ngày kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 9. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng ban hành quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Đông Cống, trừ các địa bàn khu vực áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao hơn, tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên địa bàn thị trấn Đông Cống, riêng diện tích do công ty Giày Kim Việt Việt Nam quản lý thực hiện theo chỉ thị số 15, áp dụng các biện pháp bổ sung thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 trên địa bàn bảy thôn, tiểu khu thuộc bốn đơn vị hành chính cấp xã huyện Đông Cống, gồm tiểu khu Bắc Giang Nam Tiến, Đông Hòa thuộc thị trấn Đông Cống, thôn Thanh Ban, thôn Đồng Thọ thuộc xã Vạn Hòa, thôn Liên Minh thuộc xã Vạn Thiện, thôn Đạt Tiến 2 thuộc xã Tế Nông. Thời gian áp dụng trong vòng 7 ngày kể từ 12 giờ ngày 8 tháng 9. Giáo viên, học sinh ở Hậu Giang được dùng thẻ viên chức, thẻ học sinh để qua chốt. Ngày 8 tháng 9, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc cho phép giáo viên và học sinh vùng giáp danh qua cho kiểm dịch. Theo đó, nhằm tạo điều kiện và đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh được đến trường khi vào năm học mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cho giáo viên, học sinh được học tập, giảng dạy ở trường giáp danh giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được sử dụng thẻ viên chức và thẻ học sinh khi qua chốt kiểm soát dịch ở vùng giáp danh trên địa bàn tỉnh để đến trường. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các trường phê duyệt danh sách giáo viên, học sinh cư trú ở địa bàn khác nhưng giảng dạy và học tập tại trường đi về trong ngày, đồng thời ký duyệt bản cam kết đi dạy, học từ nhà đến trường và di chuyển từ trường về nhà, không được đi những nơi khác của những giáo viên học sinh này trong việc chấp hành nghiêm nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo bố trí lực lượng hướng dẫn phụ huynh đưa giúp các em học sinh đúng nơi quy định, tránh tập trung đông người tại trước cổng trường phối hợp với ngành y tế triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ giáo viên theo quy định. Bão con son quần thảo Philippines chuẩn bị đổ vào Biển Đông Bão con son đã đổ bộ miền đông Philippines, gây ra gió lớn và mất điện trên diện rộng ở một số nơi. Bão dự kiến sẽ đi vào Biển Đông ngày mai, theo AP, Cơn bão cường độ mạnh con son Philippines gọi là Jolina đã đổ bộ vào phía đông Philippines ngày 7 tháng 9, mang theo gió lớn với tốc độ trung bình 120 km h giật với tốc độ 150 km h Bão đi vào thị trấn Duyên Hải Henani ở tỉnh Eston Sama trước khi đổ bộ vào tỉnh Sama. Mạng lưới điện của Philippines ở một số tỉnh bị ảnh hưởng do bão đổ bộ, gây ra mất điện ở các tỉnh Eston Sama, Sama và Leyte. Cuối ngày hôm qua, cơ quan thời tiết Philippines cho biết, con son đã suy yếu khi đi qua biển Sibian với sức gió giảm xuống 100 km h Tuy nhiên, giới chức nước này vẫn cảnh báo mưa lớn và gió gây tàn phá trong 18 giờ tới ở 7 tỉnh, bao gồm Quizon, Masbate, Bay, và Samha. Theo Fista, 12 người đã mất tích và 12.177 người khác bị ảnh hưởng bởi bão con son tại Philippines. Mỹ báo động thực trạng 250.000 trẻ em mắc COVID-19 trong một tuần. Mỹ đang đối phó với làn sóng lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em bùng nổ chưa từng có khi số trẻ mắc COVID-19 trong tuần qua tăng gấp 300 lần so với thống kê hồi tháng 6, trong khi hàng triệu trẻ em đang quay trở lại trường học, Mỹ đang đối mặt với đợt bùng dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất với nhóm này. Tuần trước, gần 252.000 trẻ em Mỹ bị phát hiện dương tính với một bệnh, mức tăng cao chưa từng có kể từ khi đại dịch bùng phát, theo báo cáo hàng tuần từ Học viện Nhi Khoa và Hiệp hội Bệnh viện Nhi Mỹ. Con số này tăng gấp gần 300 lần so với hồi tháng 6, khi vào thời điểm đó, trung bình mỗi tuần, Mỹ có thêm 8.400 ca COVID-19 ở trẻ em. Kể từ khi đại dịch bùng phát, hơn 5 triệu trẻ em Mỹ đã dương tính với SARS-CoV-2, và chỉ tính riêng trong tháng 8, Mỹ ghi nhận 750.000 ca bệnh là trẻ em. Liên Hợp Quốc bổ nhiệm trưởng nhóm điều tra tội ác của tổ chức khủng bố IS. Ngày 7 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bổ nhiệm ông Christian Richer làm cố vấn đặc biệt, đồng thời là trưởng nhóm điều tra các tội ác của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng UNITAS tại Iraq và Syria. Tại lễ bổ nhiệm, Tổng thư ký Guterres cảm ơn cựu trưởng nhóm UNITAS Karim Assad Ahmad Khan vì những nỗ lực quan trọng trong quá trình thành lập UNITAS và đưa nhóm đi vào hoạt động nhanh chóng, cũng như những đóng góp đáng kể của ông trong việc đưa các đối tượng phạm tội diệt chủng ra trước công lý. Trong khi đó, tân trưởng nhóm UNITAS Richard, người Đức, từng là công tố viên tòa án Liên bang Đức, có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra và khởi tố hình sự trong nước và quốc tế. UNITAS là cơ quan điều tra độc lập, hoạt động theo sự chỉ đạo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm buộc các đối tượng thuộc IS phải chịu trách nhiệm về những tội ác đã gây ra. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết, những nội dung nổi bật, những tin tức diễn ra trong ngày của tin tức 24 giờ. Mọi ý kiến trái chiều, xin mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận dưới video này để ban biên tập của chúng tôi kịp thời xử lý và phản hồi. Còn bây giờ, xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.